Những kết quả bết bát gần đây của Man United đã khiến Erik ten Hag phải chịu sức ép khủng khiếp. Theo ESPN, đội chủ sân Old Trafford đã lên danh sách 3 huấn luyện viên tiềm năng nhằm thay thế cho ten Hag. Danh sách này bao gồm Gareth Southgate, Roberto De Zerbi và Thomas Frank. Gareth Southgate được đánh giá là cái tên bất ngờ nhất trong những ứng cử viên. Ông dẫn dắt đội tuyển Anh từ năm 2016. Trong nhiều năm trở lại đây, Gareth Southgate là huấn luyện viên để lại nhiều dấu ấn nhất khi Anh lọt vào bán kết World Cup 2018 và chung kết Euro 2020. Hợp đồng giữa Gareth Southgate và đội tuyển Anh sẽ hết hạn vào cuối năm nay và ông cũng chưa đưa ra quyết định về tương lai. Trong khi đó, Roberto De Zerbi cũng gây ấn tượng khi giúp Brighton cán đứt ở vị trí thứ 6 Premier League mùa trước. Mùa này, ông đã cùng với các học trò lọt vào vòng 1/8 Europa League và đang xếp thứ 9 tại Premier League. Trong số những cái tên còn lại, Thomas Frank cũng biến Brentford trở thành một đội bóng khó chịu kể từ khi thăng hạng ở mùa 2021-2022. Bên cạnh ba ứng cử viên trên, ban lãnh đạo Man United cũng quan tâm đến Zinedine Zidane. Ở mùa này, Man United thể hiện phong độ thất vọng khi lần lượt bị loại sớm ở Carabao Cup và Champions League. Tại Premier League, họ đã thua 2 trận liên tiếp trước Fulham và Man City. Hiện tại đang xếp vị trí thứ 6, kém top 4 tới 11 điểm. Danh thủ người Hà Lan Ruud Gullit khẳng định, cựu huấn luyện viên Jose Mourinho sẽ gặt hái thành công nếu như quay trở lại đội bóng cũ của mình. Chia sẻ trên beIN Sports, Gullit khẳng định Mourinho là huấn luyện viên phù hợp nhất vào lúc này với Chelsea. Chelsea có những cầu thủ trẻ rất giỏi và Mourinho có đầy đủ tay nghề để nâng họ lên một tầm cao mới. Đây là nền tảng tạo nên thành công của câu lạc bộ. Nhiều cầu thủ Chelsea không phải là những cái tên lớn và tôi thích Mourinho ở chỗ ông ta đã nhào nặn họ thật không thể tin được trong một hoàn cảnh rất khó khăn. Đôi khi Mourinho sẽ dẹp qua một bên những nguyên tắc chỉ nhằm giúp cho những cầu thủ trẻ tốt hơn. Tôi nghĩ Mourinho hiện tại vẫn còn giữ được phong độ huấn luyện và nếu nhiều máy quay trở lại, Chelsea sẽ biến Marseille chỉ còn là cái tên. Chelsea đang trải qua một mùa giải rất khó khăn và hiện đang xếp vị trí thứ 11 tại Premier League. Về phần còn lại, Mourinho bị sa thải bởi Roma vào tháng 1 và ông đã được liên kết với công việc tại đội bóng cũ Chelsea. Thật thú vị khi vào lúc này Mourinho đang sinh sống gần Chelsea và được cho là sẵn sàng trở lại Stamford Bridge nếu như có cơ hội. Solskjaer khá kinh tiếng kể từ khi rời Man United, nhưng bây giờ huấn luyện viên người Na Uy đã chia sẻ kinh nghiệm khi từng huấn luyện Ronaldo. Solskjaer cho biết Ronaldo không đồng ý khi bị Man United bỏ lại trên ghế dự bị trong lần thứ hai anh trở lại đội chủ sân Old Trafford. Khi đó, Ronaldo yêu cầu huấn luyện viên Solskjaer cho anh đá chính 3 trận, còn trận thứ 4 anh có thể được nghỉ ngơi. Nhưng khi Solskjaer làm đúng theo yêu cầu của Ronaldo, thì tiền đạo người Bồ Đào Nha lại không hài lòng. Phát biểu trên Stick to Football Podcast, Solskjaer cho biết một phần của việc ký hợp đồng với Ronaldo là có được niềm đam mê chơi bóng từ cậu ấy. Nhưng điều đó cũng là những rắc rối. Bạn có Greenwood, Rashford và Martial, những người có thể học hỏi từ Ronaldo vì cậu ấy là người giỏi nhất, kỷ lục nhất. Ronaldo là cầu thủ giỏi nhất thế giới và bạn nghĩ cậu ấy sẽ giúp họ. Khi đến câu lạc bộ, Ronaldo bảo tôi cho cậu ấy đá chính 3 trận liên tiếp, sau đó ngồi ngoài ở trận thứ 4. Nhưng Ronaldo quá đam mê chơi bóng nên khi tôi làm đúng như vậy thì cậu ấy lại không thích. Ronaldo thường xuyên thể hiện bộ mặt cau có không hài lòng mỗi khi anh bị thay ra sân. Nhưng Solskjaer tin rằng huyền thoại người Bồ Đào Nha đã cư xử tốt ngay cả khi anh thể hiện sự thất vọng. Với việc đã lớn tuổi, Ronaldo không phải một cầu thủ thích hợp để chạy suốt trong những trận đấu đầy áp lực trước lối chơi bóng đá hiện đại như ngày nay. Solskjaer thừa nhận Man United phải thích nghi để tận dụng tốt nhất khả năng của Ronaldo, nhưng khẳng định điều đó không có vấn đề gì. Ngay trước thềm trận đại chiến với Man City vào cuối tuần này, Liverpool đã đón nhận thông tin không thể vui hơn về mặt lực lượng. Ở buổi tập trước trận lượt đi vòng 1/8 Europa League gặp Sparta Praha, Liverpool đã chào đón sự trở lại đáng chú ý của Mohamed Salah. Tiền đạo người Ai Cập đã tham gia tập luyện bình thường cùng với các đồng đội sau hơn 2 tuần nghỉ ngơi để hồi phục chấn thương gân kheo. Chấn thương này xuất phát từ việc Salah tham dự AFCON cùng đội tuyển Ai Cập. Mặc dù Salah trở lại trong trận thắng 4-1 trước Brentford, nhưng sau đó chấn thương lại tái phát, khiến Salah vắng mặt trong 4 trận đấu gần đây của Liverpool. Sự vắng mặt của Salah cùng với chấn thương của Diogo Jota và Darwin Núñez đã làm ảnh hưởng đến hàng công của Liverpool, tạo ra một vấn đề lớn đối với Jurgen Klopp. Hiện tại, với sự trở lại của Salah, Klopp có thể an tâm hơn về lực lượng trên hàng công trước thềm trận đại chiến với Man City vào cuối tuần này.
Liverpool hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 63 điểm, hơn Man City 1 điểm. Giới truyền thông thân Barcelona cho biết chủ tịch Juan Laporta có ý định chiêu mộ Paulo Dybala trong dịp chủ nhật mùa hè. Theo kế hoạch, Barcelona chia tay João Félix, người được mượn từ Atletico và thi đấu không ổn định để đầu tư vào Dybala. Hợp đồng của Dybala ký với Roma có điều khoản chuyển nhượng áp dụng với các câu lạc bộ ngoài Serie A là 12 triệu euro. Con số này không cao, ngay cả khi Barca đang phải thắt chặt chi tiêu. Trong mùa này, tiền đạo người Argentina đang đạt phong độ cao. Chỉ sau 19 trận tại Serie A, Dybala đã cân bằng thành tích ghi bàn ở mùa trước với 12 pha lập công. Trên tất cả đấu trường, tiền đạo này đang có 13 bàn thắng, kém 5 bàn so với mùa giải trước đó. Thậm chí Dybala giờ có thành tích ghi bàn và kiến tạo tốt nhất trong sự nghiệp dưới màu áo của Roma. Cứ hễ sau 94,5 phút, Dybala lại góp dấu vàng vào một bàn thắng cho Roma. Từng có thời điểm Dybala bị che thiếu khả năng quyết định trận đấu. Tuy nhiên, tiền đạo người Argentina không ngừng cải thiện để duy trì hiệu suất ghi bàn và kiến tạo ổn định. Trong chiến thắng 3-2 trước Torino vào hôm 26 tháng 2, Dybala còn lập một cú hat-trick. Đó là trận đấu mà tiền đạo 30 tuổi cho thấy chất lượng ở khả năng dứt điểm và phối hợp rất ăn ý với các đồng đội, điều mà ít ai có thể ngờ. Cùng với tham vọng giành suất Champions League mùa sau, Aston Villa hướng đến thị trường chuyển nhượng với mục tiêu quan trọng là Mikel Oyarzabal. Chính Unai Emery là người đề xuất ký hợp đồng với Oyarzabal sau khi thảo luận với Monchi, trưởng bộ phận bóng đá của Aston Villa. Mùa hè năm ngoái, Unai Emery từng thất bại trong việc thuyết phục Real Sociedad. Giờ đây, ông hy vọng có thể đạt thỏa thuận sở hữu tiền đạo người Tây Ban Nha với giá khoảng 60 triệu euro. Ngoài ra, tận dụng tình trạng thất sủng của Kieran Tierney tại Arsenal, Aston Villa đã thể hiện động thái muốn chiêu mộ cầu thủ người Scotland trong phiên chợ hè 2024 tới. Bởi Unai Emery rất hâm mộ tài năng nơi hậu vệ 26 tuổi và muốn tái ngộ với cậu học trò cũ tại sân Villa Park. Thậm chí nguồn tin mới đây từ Team Talk khẳng định Aston Villa sẵn sàng chi 30 triệu bảng nhằm thuyết phục Arsenal nhả Tierney. Tuy nhiên sẽ không dễ đội chủ sân Villa Park sở hữu thành công Tierney bởi Sociedad cũng là đội bóng có sự phục vụ của hậu vệ sinh năm 97 này. Mùa này, Tierney đang thi đấu chói sáng cho đội chủ sân Real Arena, do đó Sociedad sẵn sàng mua đứt hậu vệ này từ Arsenal.